Vâng, trong khi các Phật tử ở chùa Khánh Long ở Đông Anh đứng ngồi không yên vì bị phá hoại, thì người dân ở xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai của Hà Nội cũng đang vô cùng bức xúc khi mà ngôi chùa Báo Ân, vốn được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia, cũng đang bị những cơn mưa tàn phá. Bởi ngôi chùa này đã hơn 300 năm tuổi và đang có nhiều hạng mục như là mái, tường bị xuống cấp nghiêm trọng mà không được trùng tu. Mái ngói rụt nát, trụ đỡ bị mối mọt. Bên trong chùa, nhiều pho tượng đã nứt vỡ, không còn nguyên vẹn. Nhiều mảng tường thì bong chóc, loang lổ, thậm chí rễ cây còn xuyên qua như thế này. Bên trong ngôi chùa đặc quánh mùi ẩm mốc, nhưng đây lại là hiện trạng đã 7 năm nay của ngôi chùa xếp hạng di tích cấp quốc gia hơn 300 năm tuổi. Dãy pho tượng thì có những pho thì đã bị vỡ, mất 80%. Có những pho tượng thì mất hết cả đầu, có những pho tượng thì vỡ hết cả tay và hai bên tường thì mình có nhìn thấy thì đã bị nứt và vỡ gần như là 100% và rễ cây đã xuyên hết vào rồi. Mái nhà, nóc nhà đều xuống cấp. Trong những dịp mưa gió thì hai xối và những các hành lang nước ở trong nhà như ở ngoài sân. Bên trong thì thường Phật ý là hai bên dạy Na Hán. Về bên tay trái tay phải là xuống tượng Phật là xuống cấp hết. Bên Đức Phật Tuyết Sơn, ba pho bên Đức Ông, ba pho bên Đức Thánh Hiền là đều xuống cấp hết. Ở giữa ngôi Tam Bảo thì Nam Tào Bắc Đẩu đều hỏng hết. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có quyết định sửa chữa bổ sung kinh phí cho các huyện, thị xã để thực hiện tu bổ cấp thiết chống xuống cấp các di tích xếp hạng trên địa bàn từ cuối năm 2018. Trong đó, chùa Báo Ân được cấp 800 triệu đồng để tu sửa, chống đổ sập. Tuy nhiên, cho đến nay, việc tu sửa vẫn chưa được tiến hành. Trước cái vấn đề tình trạng này, thì chúng tôi cũng đã báo cáo ngay với thành phố Hà Nội, với Sở Văn hóa. Và năm 2018 là Sở và thành phố Hà Nội cũng đã đầu tư kinh phí để tu sửa cấp thiết cho ngôi chùa Báo Ân này là 800 triệu đồng. 800 triệu đồng này là phục vụ cho việc chống đỡ cấp thiết, tức thì để tránh sụp đổ. Còn trong thời gian tới và đặc biệt là chiều hôm qua về làm việc với xã Đồng Quang và cũng đã đưa vào lộ trình để tới đây huyện sẽ quan tâm đầu tư tu bổ ngôi chùa này. Cũng theo chính quyền huyện Quốc Oai, mặc dù chùa Báo Ân đã xuống cấp nghiêm trọng, tuy nhiên đây là di tích lịch sử cấp quốc gia, phải có quy trình thực hiện theo hướng dẫn của luật di sản văn hóa, không thể tự tiện tu sửa được.